Xin mến chào cô chú anh chị ha. Hiện tại Nhã đang ở tỉnh Tây Ninh và cái đường phía trên đây đó vị là đường lộ Thiên Cang. Ở ngày hôm nay Nhã sẽ chạy cái con đường đó ha để mà ghi hình cho cô chú anh chị xem, nhìn lại bà con và xóm xưa nha. Nó còn ngay đây là ngã, một cái ngã Long Thành Bắc đó vị, có thể gọi là ngã tư Long Bắc ha. Cái đường ở trên đây là hướng về Long Hoa đó. Còn cái đường ở trong đây á là đi đi thẳng là đến Tòa Thánh Tây Ninh, Tòa Thánh Tây Ninh ha. Còn bên đây nè là một cái đường đá đỏ đi về Long Cung này nọ. Ok, ngày hôm nay ha, mời quý vị cùng theo chân Nhã đi cái đường lộ Thiên Cang để mà nhìn lại bà con sớm xưa hả vị, nhìn lại bà con và sớm xưa, xem những cái đổi thay ha. Một cây bánh dừa hấu nè, quầy thuốc tây ngọc sáng, đó Nhã sẽ chạy chậm chậm ha cho quý vị xem những đổi thay của con đường này. Một bên đây có một cái trường học, tiểu học của ông Thành Bắc B, Thành Bắc B ha. Nhiều cô chú anh chị Việt kiều đó vậy, ở Mỹ cũng như là ở châu Âu, Canada ha, có nhắn tin cho Nhã, nói Nhã ơi, có dịp về Tây Ninh á thì nhớ quay lại ha. Ngoài những cái đổi thay, sự phát triển của tỉnh Tây Ninh thì Nhã cũng, nếu mà có thời gian á, Nhã có thể quay lại những cái kỷ niệm xưa cũ của cô chú anh chị ha, trên những con đường quê thôi. Đó, như con đường này nè, là đường lộ Thiên Cang. Đó, đường thì một cái lộ dầu cũng khá nhỏ ha. Ở đây thì thuộc xã Long Thành Bắc đó vậy, Long Thành Bắc, huyện Long Thành, tỉnh Tây Ninh. Không biết là cô chú anh chị nhìn cái cảnh này nhớ nhà dữ không ha. Xuống đây hình như là chút xíu nữa nó có một cái thánh thất thì phải. Ồ, chỗ này họ có làm đủ nữa nữa. Đây là bán đồ mẫu cho dịp Tết, mặc quần áo, hoặc có là chạy chậm chậm thôi. Đó, hình ảnh mà cô chú anh chị đang xem á là cảnh ở Tây Ninh ha. Đây có một cái thánh thất, một cái thánh thất điện thờ chứ, điện thờ nó vậy, một cái điện thờ nha, nó rất là đẹp luôn, điện thờ Phật Mẫu Trường Tây, vậy thấy không, trong đây khuôn viên ha, điện thờ Phật Mẫu Trường Tây, cảnh xung quanh, đó, vậy thấy lạ không, rất là lạ ha. Phải nói là lâu lâu về xứ Tây Ninh đó vậy, nhìn cái cảnh gì nó cũng lạ hết trơn hết trời á. Đó. Đây là khung cảnh xung quanh. Nhìn nhớ quá ha. Công nhận cái con đường này đó vậy, ngày nay cũng phát triển rất là nhiều luôn. Đó vậy, nhìn xem nè, con đường lộ Thiên Cang ha, lộ Thiên Cang có điện thờ Phật Mẫu Trường Tây. Rồi đi tiếp nha, tiếp nhìn lại bà con và xóm xưa ha.
đây có một cái trường tiểu học Bùi Thị Xuân nữa vậy. Có cái trường Bùi Thị Xuân nữa ha. Không biết là cô chú anh chị á, ngày xưa có học ở đây không? Nhìn cảnh này chắc là nhớ nhà lắm đây. Đó, nó có một lầu. Bây giờ họ sửa lại có một lầu ha. Vào bồi hồi bồi hỏi. Nhớ về những cái kỷ niệm ngày xưa hả vậy? Rồi, đi tiếp thôi. Tiếp thôi ha. Chỗ này lò bánh mì. Đó, trên đường đi á, mà Nhã nhìn thấy ha, những cái điểm gì đặc trưng của cái con đường đó thì Nhã cũng sẽ cố gắng ngừng lại ha một chút để mà cùng cô chú anh chị hoài niệm về những kỷ niệm xưa cũ đó vị, những kỷ niệm xưa cũ, cái thời mà cô chú anh chị vào. Rồi, xe này nó chạy lẹ quá, chạy không có kịp ha. Vậy thấy không? Khu vực này đó vì nhiều nhà giàu lắm, xe hơi nè, vì thế không, cho nên mà xe hơi nó đậu dài đường luôn. Con đường này ha, đây là cà phê Võ Tuấn, ngày xưa chắc là chưa có. Vì thế không, đây là đường lộ Thiên Cang ha, lộ Thiên Cang, xe tinh anh đây rồi. Wow, đây có căn biệt thự nữa nè. Wow, những căn biệt thự ở đây đẹp quá ha. Giàu thiệt chứ. Ở đây mà cất được những cái căn biệt thự như thế này đó vậy, phải nói là rất là giàu có luôn. Không cần phải ở Phú Mỹ Hưng thì cho mệt ha. Ồn ào, ở đây thì quá là yên tĩnh rồi. Rồi, đây là con đường đi tiếp đây. Thành cổ người xưa ha, thành cổ xưa. Nó đến này đây thì nó có cái đường đi bộ ếch nữa đấy vậy, chỗ phải là đi bộ ếch ha, chỗ phải đi bộ ếch. Đi chạy xuống tí xíu cái đường bộ ếch rồi chỗ về xem nó về theo thành đường bộ ếch ha. Đây có những cái cánh đồng đảo quá, có em bò đang cỏ ha. Đó, vậy thấy không, rất là đẹp luôn, thơ mộng và nhiều kỷ niệm nói về bò đây rồi. Đây có một cái nhà dân tộc nữa rồi, nhà dân tộc của người Khmer ha. Ủa, đảo quá ta, người dân tộc Khmer. Ok, chạy qua đây ha, ghi hình cô chú anh chị xem cái nhà của người dân tộc Khmer. Lạ quá ta,
Hay da, rất là lạ luôn ha. Đẹp hả Vy? Ok rồi, Nhã xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ha, đã dõi theo những cái video khám phá về cuộc sống Tây Ninh này nọ, đó, ôm lại kỷ niệm xưa cũ ha. Rồi ok, bye bye.